Bến Tre đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng phát triển bền vững xã đảo Hưng Phong. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, ông Trần Ngọc Tam vừa ký quyết định số 2460 trên QĐ của Ủy ban nhân dân ban hành đề án phát triển bền vững xã đảo Hưng Phong, hay còn gọi là Cồn Ốc, huyện Dòng Trơm, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2021-2030. Tổng kinh phí thực hiện cho đề án là hơn 1.322 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu xây dựng xã đảo Hưng Phong trở thành mô hình phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao sinh kế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân địa phương. Tỉnh chú trọng xây dựng các mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó chú trọng nuôi các đối tượng vật nuôi có hiệu quả kinh tế như cá bống, lươn đồng, đồng thời hướng các hộ dân có điều kiện về tài chính, kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, tham gia vào các mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp như dừa, tôm, bò, dê và trồng cỏ, hiệu quả, phát triển kinh tế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, Bến Tre định hướng kêu gọi tư nhân đầu tư để phát triển du lịch cộng đồng và mô hình du lịch đêm sông ở xã Hưng Phong để giữ khách du lịch ở lại địa phương. Đặc biệt, giai đoạn từ nay đến 2025, tỉnh Bến Tre đầu tư hai dự án trọng điểm để giải quyết các vấn đề cấp bách mà xã Hưng Phong đang phải đối mặt là nước sinh hoạt và đê bao kết hợp với đường giao thông.